Hello, welcome back. Chào mừng các em quay lại và chúng ta lại tiếp tục làm phần chính La Mã, sách bài tập tiếng Anh lớp 8 của tác giả Mai Lan Hương. Fill, phần chính La Mã, fill in the blanks with the correct preposition. Preposition là giới từ. Các em sẽ điền vào chỗ trống với những cái giới từ đúng. Rồi, câu thứ nhất, các em biết cụm gì mà cô biết chữ to không? Giới từ to không ha? Looking forward đi với giới từ to nha. Look forward to, và sau look forward to cộng với động từ thêm in thì trong này người ta dùng seeing đó ha. Look forward to là mong chờ việc gì? I'm looking forward to seeing you in June. Tôi mong là gặp bạn vào tháng 6. Câu số 2, could I help you? Cái chữ help đi với giới từ with em à. Ha. Help đi với giới từ with cho nên cô điền with vào đây. Bạn có thể giúp tôi hành lý được không? Tôi có thể giúp bạn ha. Tôi sẽ giúp bạn mang hành lý của bạn nhé. Đây là câu đề nghị các em ha. Câu đề nghị. Would you mind sitting in the front ha? In the front đây, cộng in the front. Ở trước, in the front seat, ghế trước of the taxi của cái taxi. Hạ Long Bay recognize. Vịnh Hạ Long được công nhận bởi bởi là mình dùng bài bởi một nhân tố nào đó. By UNESCO, bởi UNESCO thôi. UNESCO là một cái tổ chức văn hóa thế giới, bởi UNESCO một tổ chức văn hóa giáo dục gì khoa học gì đó của thế giới đó. Là một cái World Heritage Site, để có xem thử UNESCO là tổ chức gì nha. UNESCO đó là tổ chức giáo dục khoa học văn hóa của Liên Hợp Quốc. Ok. Rồi câu số 5, John is interested, thì đi với giới từ in. Interested in, quan tâm, thích cái gì? John thì quan tâm tới lịch sử Việt Nam, the history of Vietnam. Says thinking, cô ấy nghĩ về việc, cô ấy đang nghĩ đến việc thinking of importing, nhập khẩu flowers, hoa from Vietnam, từ Việt Nam. He realized at 11 o'clock didn't go. Anh ấy nhận ra là cái đồng hồ báo thức của anh ấy không có reo. Reo là go off. Everyone vào, mọi người rơi vào the deep and dangerous quarter, vào chỗ nước sâu và nguy hiểm, rơi vào fall into. Ok. Rồi tới cái phần này, rearrange these sentences to make a dialogue. Các em sẽ sắp xếp lại những cái câu sau để tạo thành một cuộc hội thoại có nghĩa ha. Rồi để có nghiên cứu ra nào. Phần tiếp theo, rearrange these sentences to make a dialogue. Các em sắp xếp những câu này để tạo thành cuộc hội thoại. Thì ở đây cô sắp xếp sẵn rồi. Đây, đáp án lên đây các em ha. Người ta câu số 1, cô làm số 2, số 3, số 4. Tuy nhiên cô sẽ làm theo thứ tự của cô giải thích nghĩa luôn cho các em nha. Thứ nhất, what can I say in Central Vietnam? Tôi có thể tham quan cái gì ở miền Trung Việt Nam. You can enjoy many cultural towns with beautiful beaches. Besides, you can go to Huế and visit the Muslim of the Nguyen Kinh. Bạn có thể thưởng thức nhiều cái thành phố ven biển với những bãi biển đẹp. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tới thăm Huế và viếng thăm di tích lăng tẩm hả? Là lăng tẩm hay là lăng mộ mausoleum ha, nhắn vào chữ ly nha các em, mausoleum ha, của nhà Nguyễn, của các vua đời Nguyễn, vua nhà Nguyễn. Thứ ba, khách du lịch mới nói I have heard of Hội An, it's an interesting place. Tôi có nghe về Hội An. Ở đó có phải là một nơi thú vị không? Yes, số 4. It's an old town with many Japanese and Chinese cultural features. Đó là một phố cổ với nhiều đặc điểm văn hóa của người Nhật và người Trung Quốc. Rồi, tiếp theo. What other places should I go to? Những nơi nào tôi có thể tới tham quan nữa? Why don't you go to Hanoi? Tại sao bạn không tới tham quan Hà Nội? You can find many historical sites there. Bạn có thể thăm nhiều cái di tích lịch sử ở đây ha.
Rồi, xong câu dịch xong nha. Qua phần 6 la mã. Choose the correct answers to complete the pages. Em lưu ý đây là sách bài tập tiếng Anh lớp 8 của tác giả Mai Lan Hương ha. Đây là bài số 11. Nhớ chứ không lại xem vô lại không biết là cô đang dạy cái gì. Chọn những cái câu trả lời đúng để hoàn thành đoạn văn. Rồi Hạ Long Bay là bệnh Hạ Long of the. Rồi vừa dịch cô vừa làm bằng luôn nha. Bệnh Hạ Long Bay of the Descending Dragon, tức là nơi rồng đáp xuống. Tôi đọc đúng chưa đây? Tôi đọc là Descending các em ha. Of the Descending Dragon, nơi rồng đáp xuống là thì nổi tiếng phổ biến ha. Popular, thì nổi tiếng with both Vietnamese and international tourists, nổi tiếng với cả người Việt Nam và du khách quốc tế. One of the attractions of Hạ Long is the Bay Calm Water, with một trong những cái điểm thu hút của vịnh Hạ Long đó là mặt nước êm ả với những cái núi đá vôi. Mountains là núi đá vôi, limestone ha. Limestone mountain, những cái núi đá vôi. The base, cái vịnh này thì cái gì của cái vịnh này thì clear, trong suốt mùa xuân và đầu mùa hạ. Nước của vịnh Hạ Long á thì trong suốt trong cái mùa xuân và mùa đầu hè á thì nước của nó trong vắt á. Nói trong vắt thì hơi quá, nhưng nó rất là trong các em ha. Upon arriving in Hạ Long City, đến với thành phố Hạ Long, thì visitors, những du khách có thể đi dọc theo bãi cháy, đi dọc là go along, đi dọc theo bãi cháy beach, bãi cháy. From the beach, từ bãi biển, they can, họ có thể a boat, thuê một chiếc thuyền, thuê là hire, a boat, một chiếc thuyền, and go out to the bay, và đi ra ngoài vịnh. It is here that the visitors can find some of Sarah Asia. Ở đây du khách có thể tham quan được những cái gì ta, đẹp nhất, những cái điểm du lịch đẹp nhất hả? Nơi là một trong những nơi đẹp nhất của Đông Nam Á, đẹp nhất của Đông Nam Á. Beautiful là một tính từ dài, nên em sẽ dùng most. Đầu gõ cave, động đầu gõ, is one of the most beautiful caves, là một trong những cái động đẹp nhất, hang động đẹp nhất, một trong những hang động đẹp nhất của Hạ Long, hay ở Hạ Long, sorry, ở Hạ Long, ở thành phố Hạ Long. Em nhớ từ at, cụ thể địa điểm nhỏ at Hạ Long. It's where the cave in which General Trần Hưng Đạo hid wooden. Nó là một cái động mà ở đó đại tướng Trần Hưng Đạo giấu cọc gỗ, chôn cọc gỗ, cọc a stake. Wooden là thuộc về gỗ, hay wooden stake, to beat, để đánh lại the Mongols on Bạch Đằng River, in chống lại quân Mông Cổ trên sông Bạch Đằng in 1288, vào năm 1288. Các em có thể đọc số cặp 1288, hoặc các em có thể đọc 1288, đó là 1288 cũng được ha. Ok, xong unit 11. Qua test 4 unit 11, test 4 unit 11 trong video sau ha. Tạm biệt các em, bye bye, chúc các em học tốt nha.